phía trước chính là Quang Sơn. Mọi người đem rương ra đây hết đi. Mau lên, mau lên, dắt ra ngoài. Đồ khốn, muốn chạy sao? Đuổi qua đó đi, giết sạch tất cả bọn tăng binh cho ta. Hướng gió đổi rồi. Không được, không kịp nữa rồi. Chèo nhanh lên, chèo nhanh lên. Mau lên, mau lên. Mau lên đi, mau lên. Sao vậy? Thích Kế Quang còn chưa tới nữa. Chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Hy vọng huynh ấy sẽ tới kịp. Giết, giết, tới rồi. Chạy mau lên. Bây giờ tình hình sao rồi? Tướng quân còn chưa tới nữa. Không được, ta thấy bọn họ đánh nhau rồi. Cần tới giúp đỡ không? Không có lệnh của tướng quân, chúng ta không được hành động. Sư phụ, không sao chứ? Nguyệt Văn, sư phụ, sao thầy tới đây? Mau qua giúp người không? Dạ. Sao rồi? Không sao chứ? Sư phụ tới rồi. Phát hiệu lệnh đi. Giết. Toàn lực tấn công. Thích Kế Quang cũng tới rồi. Sao Thích Kế Quang cũng tới đây vậy? Các quân đệ, chúng ta bị mai phục rồi, liều mạng với chúng đi. Sao rồi? Không sao chứ? Không sao, ngài tới rất đúng lúc. Xông lên, giết. A Di Đà Phật. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Rút phim. Rút rút mau.
đừng để Hoa Khẩu chạy thoát, một tên cũng không tha. Dạ. Cuối cùng cũng đánh thắng trận này rồi. Mỗi lần đánh trận đều chết rất nhiều người. Chiến tranh là trách nhiệm của quân nhân, chúng ta không được lựa chọn. Nếu là vì quốc gia, chúng ta có thể đón nhận cái chết. Nhưng mà chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là vì ngày sinh của họ Nghiêm thôi. Sư huynh, chào chào sư huynh, xin chào sư huynh, sư huynh xin chào, xin chào sư huynh, chào chào. Nguyệt Văn sư phụ, nói người nghe nè. Nguyệt Không sư phụ cũng ở đây sao? Trùng hợp quá vậy. Kim Quý có chuyện gì không? À, là vậy, Kim Quý nói quyển kinh này có chỗ không hiểu nên tới đây hỏi thôi. Đúng, mà tới đây. Huynh dạy Kim Quý kinh Kim Cang sao? Đúng vậy, Kim Quý hiếu kỳ lắm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Hay huynh dậy đi. Được. Mặt huynh bị dơ kìa, đi rửa mặt đi. Dơ lắm đó. Rửa mặt xong rồi huynh quay về dậy cũng được. Được rồi, đi rửa đi. Chúng ta đọc cái này ha. Được, được. Nè nè, có phát hiện được gian tế không? Thôi bỏ đi, ta sắp điên rồi đây. Tối nào ta cũng không được ngủ ngon giấc hết. Bắt gian tế đâu phải dễ dàng như vậy. Bắt gian tế thôi mà khó vậy sao? Làm gian tế càng khó hơn nữa đó. Đúng rồi, cậu nói cậu ngủ không ngon giấc thì tên gian tế càng ngủ không ngon hơn. Vậy cậu có phát hiện ngoài cậu không ngủ ngon giấc ra thì có ai ngủ không ngon giấc nữa không? Sư phụ, nói thật với người, mỗi buổi tối ngoài ta ra ai cũng ngủ ngon hết. Cậu không phát hiện có gì bất thường sao? Không có. Có ai ra vào thường xuyên không? Có một người đó. Ai? Uông Tam đó. Uông Tam? Sư phụ, người sao vậy? Người nghi ngờ cậu ấy sao? Nói người nghe, Uông Tam tuyệt đối không phải gian tế đâu. Cậu ấy đã cứu mạng người đó. Cậu ấy đã đào người ra khỏi hố đó. Xin lỗi, xin lỗi. Nói cũng phải, cuối cùng là ai chứ? Sao huynh lại dậy rồi? Nè, ngồi đi. Không sao, ta không sao. Ta thật sự không sao rồi. Ta muốn tới thăm muội. Muội đang làm gì? Bây giờ Thích tướng quân đang muốn xây dựng thủy sư, nhưng không có quân phí. Muội đang nghĩ cách giúp huynh ấy. Muội có thể nghĩ được cách gì chứ? Muội nghĩ, nếu như mỗi một phú thương ra một ít tiền thì họ sẽ có tiền mua thuyền huấn luyện thủy sư. Muội muốn phú thương ra tiền thì khác gì lấy mạng của họ chứ. Nhưng mà suy tính lâu dài, tiêu diệt Hoa Khấu có lợi cho họ mà. Những thương nhân này chỉ thấy lợi ích trước mắt, khi kiếm tiền thì mới thấy mặt họ. Nhưng khi đánh trận thì họ là người chạy nhanh nhất. Vậy thì phải làm sao đây? Cha muội vẫn ở Liệt Biểu Sơn. Nếu không có thủy sư thì chúng ta không thể tiến đến Liệt Biểu Sơn. Với lại muội không biết cha đang ở đâu, cũng không biết cha sống hay chết. Trong lòng muội rất khó chịu. Điều khó chịu nhất bây giờ là
Biết rõ cha đang ở Liệt Biểu Sơn, nhưng lại không thể cứu được. Ta đã nghĩ ra một cách. Cách gì? Muội đã gặp Uông Thiện Nhân, nhà ông ấy rất giàu, chắc chắn quen biết nhiều phú thương. Nếu như ông ấy chịu giúp thì mọi vấn đề đều được giải quyết hết. Nếu như có người đầu tiên ra tiền thì sẽ có người thứ hai. Đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức thủy sư. Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta đi tìm Uông Đại Thiện Nhân. Đi. Đi thôi. Uông Trạch. Mời Tự Nhiên. Dùng trà đi. Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? Đừng có đi lung tung. Có gì cho người tới nói với ta là được rồi mà. Uông thí chủ đã giúp chúng tôi rất nhiều việc. Lần này tới đây, chúng tôi tới đây nhờ ông giúp đỡ. Sao có thể để ông tới chỗ chúng tôi được chứ? Nói đi. Chỉ cần ta giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Mau lên. Tốt lắm. Uông thiếu chủ đồng ý sao? Tuy Uông Mổ bất tài, nhưng cũng được xem là phú hương hàng đầu ở Ninh Ba. Với lại đây là kháng chiến chống Hoa Khấu, đương nhiên ta sẽ không từ chối đâu. Tốt quá rồi. Chúng tôi cũng mong Uông Thiện Nhân sẽ thuyết phục những phú thương khác. Chúng tôi không muốn dồn tất cả áp lực vào một mình ông đâu. Nhược Lan suy nghĩ rất chu đáo. Ta sẽ cố gắng thuyết phục phú thương khác, tập hợp ngân lượng nữa. Tốt quá rồi. Cẩn thận đó. Không sao. Từ từ thôi. Đợi một chút. Cậu ngồi kiệu về đi. Vậy thôi, không cần đâu. Cậu vẫn đang bị thương, trở về nhớ nghỉ ngơi thật nhiều vào. Mau về đi. Đa tạ. Đi thôi. Lão gia, Nghiêm đại nhân tới rồi. Nghiêm đại nhân nào? Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân. Uông đại nhân, có phải là ta tới quá đường đột không? Uông Mổ có nghĩ cũng không ngờ tới Nghiêm đại nhân tới hàng xá. Xem ra Uông đại nhân không có chào đón ta rồi. Làm gì có chứ. Mời Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân, mời dùng trà. Mời. Ngươi ra ngoài đi. Dạ được. Ông không ở cục quân phí sao? Cục quân phí bình thường cũng không có gì để làm. Vậy sao? Không ngờ ta đã tìm cho ông một công việc khá nhàn hạ rồi. Ông không thích sao? Nếu nói nhàn hạ, không phải ở trên biển càng nhàn hạ hơn sao?
Lần này ông không nên tấn công đội thuyền chúc thọ của phụ thân ta. Lần này Nghiêm đại nhân tới là để giáo huấn ta sao? Ở trước mặt lão thuyền chủ, Nghiêm mổ không dám nói tới hai chữ giáo huấn đâu. Nhưng mà lần này đúng là có hơi quá đáng. Nghiêm đại nhân có cảm nghĩ gì đối với phó sử này? Xem ra lão thuyền chủ có vẻ không hiểu về quan trường cho lắm. Ông muốn làm quan, ta giúp ông làm quan. Con đường phía trước do tự mình ông đi. Làm quan cũng như vậy, phải làm từ nhỏ lên, sau đó từ từ, từng chút một lên chức lớn hơn. Nếu có kế hoạch phù hợp, ông sẽ từng bước tiến lên. Tiến lên cao tới đâu phải xem bản lĩnh của ông rồi. Nghiêm đại nhân nói rất có lý, rất có lý. Nhưng mà Uông Mổ là người quá khờ khạo, không biết nịnh nọt rồi. Xưa có câu tiền tài thần thông, chỉ cần có bạc, dù thiên hạ đại loạn, mặc cho sóng to gió lớn, ông vẫn ngồi yên trên thuyền câu cá thôi. Nói thật lòng, ta vẫn muốn đổi vị trí với lão thuyền chủ. Bây giờ trong cung, trong ngoài đấu đá rối loạn cả lên. Ngay cả Nghiêm Thế Phiên cũng không muốn ở kinh thành thêm một ngày nào nữa rồi. Ông tại sao lại muốn vào hồ nước đục này vậy? Nếu Nghiêm đại nhân tới đây để khuyên ta, thì Uông Mổ không dám làm lỡ thời gian của Nghiêm đại nhân. Được, nếu đã như vậy rồi, ta cũng không vòng vo nữa. Bây giờ triều đình đều không hài lòng về Dạng Biểu. Không phải Dạng Biểu đã đánh thắng vài trận sao? Người khác không biết, chẳng lẽ lão thuyền chủ cũng không biết sao? Chiến thắng đó là công lao của nhóm Du Đại Du và Thích Kế Quang. Nghe nói còn có Thiếu Lâm Tăng Binh. Vị trí của Dạng Biểu không giữ được nữa rồi. Nếu đổi đối thủ khác, thì ta mong giữ lại Dạng Biểu. Nếu như đối thủ không phải người khác là ông thì sao? Nghiêm đại nhân nói vậy là sao? Cơ hội của ông tới rồi. Ta vẫn không hiểu. Ta đã tiến cử với hoàng thượng, lão thuyền chủ là tổng chế Chiết Giang. Thật chứ? Ông đã trông chờ nhiều năm, ta không thể để cho ông thất vọng thêm, có phải không? Tại đây Uông Trực đa tạ Nghiêm đại nhân. Không biết là vị trí này ông có hài lòng không? Chỉ cần Nghiêm đại nhân giúp ta làm tổng chế Chiết Giang, Uông Trực cảm kích khôn nguôi. Đây là chức không nhỏ đâu. Bây giờ điều ta lo là một khi lão thuyền chủ rửa tay gác kiếm, thì Nghiêm Mổ đây sẽ sôi hỏng bỗng không mất. Lão thuyền chủ, ông không quên chuyện làm ăn của ông đó chứ? Nghiêm đại nhân cứ yên tâm, vì Nghiêm đại nhân ta sẽ không từ bỏ. Mời Nghiêm đại nhân dùng trà. Kháng khẩu doanh. Đa tạ, đa tạ. Có vẻ Uông Thiện Nhân rất thích huynh đó. Vậy sao? Có phải huynh quá dễ thương không?
Khi nào huynh mới chịu trưởng thành đây? Ngày mà muội lấy huynh là ngày huynh trưởng thành rồi. Ăn nói bậy bạ, huynh còn là hòa thượng đó. Đau ở đâu vậy? Huynh đã nói với muội rồi, không phải cạo đầu thì là hòa thượng đâu. Huynh là giả thôi, nguyệt không mới là thật. Muội đỡ huynh vô. Được rồi. Không sao chứ? Nguyệt không? Sư huynh. Sư huynh, sao huynh tới đây? Nguyệt không đâu. Đây có còn là đệ tử của Thiếu Lâm không? Sư huynh, huynh làm sao vậy? Ta hỏi đệ có phải là đệ tử Thiếu Lâm không? Phải. Đệ còn nhớ quy tắc của Thiếu Lâm không? Còn nhớ. Vậy đệ có làm theo quy tắc của Thiếu Lâm không? Sư huynh, huynh nói chuyện của Lý Nhược Lan sao? Danh dự của Thiếu Lâm tự đã bị đệ hủy hoại rồi. Sư huynh, đệ là đệ tử tục gia. Đệ tử tục gia, nhưng trên mặt đệ không viết mấy chữ này. Huống hồ chi đệ mặc tăng y, đầu lại không có tóc. Đệ lại, người bên ngoài không biết, lại trách Thiếu Lâm tự quản giáo không nghiêm, Thiếu Lâm tự không coi trọng quy tắc. Sư huynh, đệ không thẹn với lòng mình, không hề làm chuyện có lỗi với Thiếu Lâm tự mà. Đệ nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Nguyệt Văn giỏi lắm, mau cởi tăng y ra. Nhưng đệ vẫn là Thiếu Lâm tăng binh, đệ không tuân thủ quy tắc của Thiếu Lâm tự thì mặc tăng y làm gì chứ? Được, cởi thì cởi thôi, có gì ghê gớm đâu. Đệ, có một số chuyện chỉ khi mất đi mới biết quý giá cỡ nào. Được rồi, nói ta sao? Huynh thì sao? Ta xin lỗi. Chúng ta đi thăm sư phụ đi. Lý trưởng, nhờ ông giúp đỡ. Đám hoa khẩu đó ở đây hoành hành nhiều năm, thật sự là không còn gì nữa rồi. Ông nói thử với mọi người xem sao. Được rồi, để tôi hỏi mọi người xem sao. Các hương thân, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Lý Nhược Lan lại tới đây. Mọi người xem trong nhà mình có gì có thể lấy ra chống hoa khẩu thì cố gắng ủng hộ chút đi. Làm gì còn cái gì nữa đâu. Làm gì có. Trong nhà chúng tôi không còn gì nữa. Chúng cướp sạch hết rồi. Đã không còn nữa. Nhà tôi không còn gì hết. Các hương thân, tôi biết mọi người rất khó khăn. Các chiến sĩ ở tiền tuyến chiến đấu vì chúng ta, nhưng mà ngay cả ăn mặc cũng không thể giải quyết được. Nên hy vọng mọi người có thể quyên cái gì thì quyên cái đó. Như vậy chúng ta mới sớm ngày đánh bại hoa khấu, sớm ngày có được cuộc sống bình yên. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mà trong nhà không còn gì hết. Lý cô nương, trấn chúng tôi thật sự không giúp được gì. Thôi, cô hãy mau đi đi. Lý cô nương, Lý cô nương, nhà chúng tôi không còn gì hết, chỉ có đôi giày này, cô cầm lấy đi. Bà, đa tạ bà. Đây là món đồ quyên góp đầu tiên của con trai tôi đó. Con trai bà không dùng nữa sao? Nó không thể dùng nữa. Tại sao vậy? Nó đã chết rồi, bị hoa khấu giết chết rồi. Tôi biết ở đây làm việc rất khó khăn. Sau này chỉ có bà già này sẽ cùng chiến đấu với cô. Cô yên tâm đi. Bà ơi, đa tạ bà. Không có gì. Cô đi nói với các binh sĩ tiền tuyến,
họ hãy cố gắng đánh trận, giúp bà già này giết thêm vài tên hoa khấu, giúp bà già này trút giận. Dừng. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Sư phụ, đệ tử không đem theo gì. Người muốn con bỏ xuống cái gì? Đúng. Hai tay con vốn dĩ không có gì, còn gì không bỏ xuống được. Sư phụ, người có ý gì? Con chưa bỏ được lục căn. Khi có thể bỏ tất cả xuống thì sẽ không còn phiền não nữa. Con không bỏ xuống được sao? Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Con phải bỏ xuống. Bỏ xuống hết. Con đã bỏ xuống chưa? Bỏ xuống rồi. Con đã bỏ xuống rồi. Giác ngộ trước là Phật, mê muội sau là phàm phu. Đợi con bỏ xuống hết thì con sẽ ngộ đạo. Còn con? Con hả? Con không có phiền não gì hết. Con có. Con không bỏ xuống được. Ngay cả bộ tăng y con cũng không bỏ xuống được, thì có thể bỏ gì chứ? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Bắt cô ta lại, bắt cô ta lại. Đi, 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 đi mau. Đừng có nhìn nữa, đi mau. Nhược Lan, đi, đi mau. Đứng lại. Các người muốn làm gì? Thả cô ấy ra. To gan, không sai bắt người. Các huynh dám ngăn cản sao? Nguyệt Văn, huynh đi đi, mặc kệ muội. Thả cô ấy ra. Nguyệt Văn, huynh đừng xen vào. Huynh không lo được đâu. Ta nhất định phải xen vào. Huynh sẽ bị giảng biểu giết chết. Dù ta có chết, ta cũng không để họ bắt muội đi. Thả cô ấy ra. Phản rồi, phản rồi. Các huynh, hai người các huynh cứ chờ đi. Đi mau, đi mau. Nhược Lan, muội không sao chứ? Huynh không nên cứu muội. Sao ta không thể cứu muội? Cứu muội huynh sẽ tự hại mình. Giảng biểu không tha cho huynh đâu. Ta không sợ, nhưng muội không muốn huynh chết. Ta càng không muốn muội chết. Nếu như muội chết, ta sống một mình còn ý nghĩa gì nữa chứ, Nguyệt Văn? Nhưng mà huynh làm như vậy, hai chúng ta sẽ chết chung. Muội không muốn chết chung cùng ta sao? Không, huynh nhất định phải sống. Huynh phải dẫn dắt mọi người đánh bại hoa khấu. Tăng binh không thể thiếu huynh được. Nguyệt Văn, đa tạ huynh. Muội hiểu tấm lòng của huynh, vậy là đủ rồi. Nhược Lan, muội đi đâu vậy? Muội đi tự thú. Không, ta không cho muội đi. Muội không đi, huynh sẽ chết đó. Bọn họ không giết được ta đâu. Chẳng lẽ vừa mới cởi tăng y ra,
Huynh đã muốn làm đào phạm sao? Chẳng lẽ muội không muốn cùng ta làm đào phạm sao? Muội không muốn. Nhược Lan, to gan, bọn chúng muốn tạo phản sao? Chuẩn bị ngựa, rõ. Khâm sai đại thần tới, tổng đốc Chiết Giang dạng biểu mau tiếp chỉ. Tổng đốc Chiết Giang dạng biểu nhiều lần nhận hoàng ân không biết báo đáp, còn tham ô hối lộ, nhiều lần báo chiến công giả lừa dối hoàng thượng, cho nên lập tức cách chức dẫn vào cung xét xử. Khâm thử, Dạng đại nhân sao không lãnh chỉ tạ ơn? Tạ ơn hoàng thượng. Dẫn đi hoàng thượng. Hoàng thượng, chúng ta không sao rồi. Dạng biểu cuối cùng cũng bị bắt, chúng ta có thể tự do chiến đấu. Kim Khoa, trước khi tân tổng đốc Chiết Giang tới quân doanh, phải vẽ một sơ đồ đường biển cho đại nhân, và phải làm kế hoạch huấn luyện thủy sư để bẩm báo đại nhân. Nhưng mà tướng quân có nghe nói ai sẽ là tổng đốc đại nhân không? Dù ai tới làm tân tổng đốc, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn trước kế hoạch. Nhưng mà nếu tân tổng đốc đại nhân cũng giống như dạng biểu, ông ta sẽ không ủng hộ kế hoạch của ngài. Cho dù có ủng hộ hay không, chúng ta cũng phải bẩm báo lên. Hy vọng không phải là một dạng biểu thứ hai. Tới rồi à, xin mời. Hành động lần này Tá Mộc tiên sinh cũng tham gia, có ông ta thì chúng ta không đi nữa. Nhưng Phong Ngữ huynh đã nhận lời lão thuyền chủ rồi. Nè, Tú Tử cô nương không cần đi theo. Nếu cô ấy muốn đi, chúng ta không phải đi ngắm cảnh đẹp đâu. Cô ấy nhất định phải đi. Huynh, bây giờ Thích Kế Quang đang đào tạo thủy sư, hình như hắn đang sắp xếp kế hoạch tấn công Liệt Biểu Sơn. Thuyền lớn đã khởi công chưa? Vẫn chưa. Mọi người đều đang chờ ngân lượng. Nghe nhiều người nói Thúc Thúc muốn lo tiền giúp họ. Chuyện này có thật không Thúc Thúc? Kế hoạch của Thích Kế Quang đã làm xong chưa? Không biết. Nhưng mà gần đây Thích Kế Quang với Kim Khoa cứ đi nhìn ngó xung quanh, còn cụ thể họ nhìn cái gì thì con hoàn toàn không biết. Chắc là muốn chờ tới khi tân tổng đốc tới đem bản kế hoạch đó lên. Ta rất muốn được nhìn thấy bản kế hoạch mới của Thích Kế Quang. Ý của Thúc Thúc là muốn con nghĩ cách lấy trộm bản kế hoạch này hay sao? Con lấy được không? Để con xem thử. À phải rồi, còn đám tăng binh kia, nếu ta trừ khử Nguyệt Không, tăng binh có bị tan rã không? Nếu Nguyệt Không chết đi thì còn lại Nguyệt Văn Ca mà. Thúc Thúc không phải người muốn làm gì Nguyệt Văn Ca chứ? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ý ta nói là giết chết Nguyệt Không, Nguyệt Văn cũng không có trong đám tăng binh. Vậy thì tăng binh có lập tức ngã gục không? Có, nhưng mà cũng chưa hẳn. Tại sao? Còn có một người nữa, đó là sư phụ của Nguyệt Không, Đại Cước sư phụ. Đại Cước? Phải, Đại Cước sư phụ thường ngày ít tới lắm. Hơn nữa người lại xuất thần nhập quỷ, võ công của ông ta cao hơn Nguyệt Không rất nhiều.
cha. Nguyệt Văn, cha, sao cha không vào trong? Con đang huấn luyện mà, cứ tới quấy nhiễu ảnh hưởng con không tốt đâu. Cha, sau này có chuyện gì, cha sai người tới đây tìm con được rồi, không cần phải đích thân chạy tới đâu. À phải rồi, lần trước cha nói con rời khỏi tăng binh là quyết định quá đường đột, cho nên cha tới đây để nhận lỗi đó. Cha, trên đời này làm gì có cha nào đi nhận lỗi với con cái đâu chứ. Lỗi là lỗi, cho dù là cha cần nhận lỗi thì phải nhận lỗi thôi. Suốt 15 năm qua con cứ nghĩ cha mẹ bỏ rơi con mà đau lòng, nhưng bây giờ con mới nhận ra con lại có một người cha tốt nhất trên đời. Nguyệt Văn à, con cần ngân lượng nữa không? Cha, cha đã chuẩn bị xong ngân lượng rồi sao? Chuẩn bị đâu ra đó rồi. Số ngân lượng cha chuẩn bị làm được 3 chiếc thuyền lớn, số còn lại ta có thể tìm thương nhân khác thương lượng. Cha, cha vất vả rồi. Bao nhiêu năm qua cha không có chăm sóc cho con đàng hoàng, cho dù có làm gì e là cũng khó bù đắp được. Đó là chuyện đã qua rồi. Cha, cha đừng suy nghĩ nữa. Nguyệt Văn à, bao nhiêu năm nay đều là sư phụ con chăm lo cho con. Người làm cha này muốn mời sư phụ con tới nhà ta một chuyến, con thấy được không? Cha muốn mời sư phụ con sao? Tiện thể cũng muốn nói với ông ấy chuyện quyên góp tiền bạc. Tốt quá rồi. Tiện thể mời cả sư huynh Nguyệt Không của con cùng tới luôn đi. Được, con sẽ lo liệu mà. Phong Ngữ, bây giờ chúng ta có cơ hội bỏ đi rồi. Chúng ta không thể bỏ đi. Lẽ nào huynh muốn ở lại đây sao? Phải. Huynh thật sự muốn trở thành một tên cướp sao? Chúng ta cần phải làm vậy. Phong Ngữ, huynh còn là Phong Ngữ trước kia không? Huynh không còn là Phong Ngữ trước kia nữa. Huynh không còn là võ sĩ nữa. Ta vì muốn thực hiện ước mơ của chúng ta, vì muốn thực hiện ước mơ của chúng ta, lẽ nào phải hy sinh cả mạng sống của người khác? Tiểu thư, Phong Ngữ, cho dù trở về tới Nhật Bản, ta cũng không vui đâu. Tiểu thư, chúng ta không đi được. Huynh không đi, ta đi. Tú Tử, không lẽ huynh muốn ép ta sao? Chúng ta phải tiếp tục sống. Chúng ta muốn khôi phục địa vị của gia tộc Nhất Bổn thì chúng ta nhất định phải hợp tác với họ. Đứng lại. Trước khi mọi chuyện còn chưa kết thúc, ngươi không được đi đâu hết. Chúng ta cũng vậy. Nguyệt Không sư phụ, Nguyệt Không sư phụ, Thích tướng quân có chuyện tìm huynh. Lại có chuyện gì nữa? Bây giờ chúng ta không có rảnh rỗi đâu. Thích tướng quân muốn tìm Nguyệt Không sư phụ để bàn chuyện huấn luyện đó. Được, vậy chuyện huấn luyện ta phải tới đó một lát. Không được, chuyện của chúng ta quan trọng hơn chuyện đó mà. Chuyện của các vị có chuyện gì? Chuyện này huynh không cần lo. Huynh về nói với Thích tướng quân, kêu ngài ấy chuẩn bị chỉ huy thủy sư của ngài ấy là được rồi. Có quân phí rồi sao? Sao hả? Chuyện này huynh cũng biết sao? Chuyện này ai mà không biết chứ. Chuyện của huynh muốn người ta đừng biết cũng khó đó. Thôi được rồi, các huynh lo công việc của các huynh đi, ta với sư phụ đi lo chuyện bên này. Vậy lát nữa ta qua đó một mình. Nhanh đó. Sư phụ, chúng ta lên ngựa trước đi. Mời người không sư phụ.
Sao rồi? Bọn họ sắp tới đây rồi. Tất cả hãy chuẩn bị đi. Sư phụ, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta có thể dùng thủy sư mạnh mẽ tấn công chiếm lĩnh Liệt Biểu Sơn. Hoa Khẩu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sư phụ sẽ mau chóng được trở về Thiếu Lâm Tự thôi. Lúc ở Thiếu Lâm Tự lại không hề nghĩ tới Thiếu Lâm Tự, vừa mới rời đi đã nhớ không chịu được. Lúc đó còn suốt ngày mong muốn được rời khỏi Thiếu Lâm Tự, bây giờ cũng rất muốn trở về đó thăm hỏi. Chỉ muốn về thăm thôi sao? Con không còn muốn tu hành nữa sao? Chắc cũng sắp tới nơi rồi. Sao dừng lại rồi? Mã Phu, sao dừng lại rồi? Mã Phu, nè, nghe thử đi. Con nghe thấy gì đâu sư phụ? Có người. Sư phụ, đúng là ở đây có hai người. Một người là sư phụ, còn một người là đệ tử đây. Giới định tuệ, vô giới không thể sanh định, vô định không thể mở mang trí tuệ. Nguyệt Văn, con phải tập trung lo tu thiền, hòa nhập vào trong cái thế giới này, thì con sẽ cảm nhận được bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên thế giới này. Con biết rồi. Thì ra sư phụ đang tìm cơ hội để giáo huấn đệ tử. Con đã coi thử Mã Phu xảy ra chuyện gì rồi. Sư phụ, cẩn thận sư phụ. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, cha, cha, Nguyệt Văn, các người muốn làm gì? Mau thả ông ấy ra. Nguyệt Văn, chuyện này là thế nào? Sư phụ, ông ấy chính là người cha mà con đã thất lạc nhiều năm. Nguyệt Văn, đừng lo cho cha, giết sạch đám Hoa Khẩu này đi. Rốt cuộc các người muốn gì đây? Ta muốn đám Thiếu Lâm tăng binh các người rời khỏi Ninh Ba Phủ cho ta. Nếu không, ta giết chết ông ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Dương triều Đại Minh ta sớm muộn có một ngày tiêu diệt sạch bọn Hoa Khẩu các ngươi. Đồ khốn, ta giết chết ngươi trước. Thả ta ra. Sư phụ, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Sư phụ, sư phụ có sao không?
cha. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Xin lỗi con Nguyệt Văn, ta chính là Ngũ Phong thuyền chủ. Ngũ Phong thuyền chủ? Không thể nào, không thể nào. Người là cha con, cha không thể nào là Ngũ Phong thuyền chủ được. Ngũ Phong thuyền chủ thì nhất định là người xấu sao? Ngũ Phong thuyền chủ là hung thần ác bá sao? Con trai, cha cũng là người bị hại. Cha không phải hoa khấu, không phải hải tặc, cha chỉ là một thương nhân. Nhưng quan phủ chỉ vì muốn cấm biển mà cố tình đẩy cha vào chỗ chết. Con không muốn tận mắt chứng kiến cha ruột của con bị người ta lôi đi chém đầu chứ? Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao? Cha, cầu xin cha tha cho sư phụ con đi. Hãy tha cho sư phụ con đi mà. Ông ta không còn là sư phụ của con, con cũng không còn là tăng nhân nữa. Sư phụ! Sư phụ, người không sao chứ sư phụ? Sư phụ, sư phụ, con sẽ trả thù cho người. Nguyệt Văn, đừng có trả thù. Thù hận chỉ khiến cho tâm con bất an mà thôi. Hãy xóa bỏ hận thù trong lòng của con đi. Sư phụ, sư phụ chắc là không xong rồi. Con đường sau này của con sẽ càng khó đi hơn. Hãy nhớ, tuyệt đối không được đi sai đường. Sư phụ, con sẽ không đi sai đường. Người cũng sẽ không sao đâu sư phụ. Sư phụ. Hãy tha cho sư phụ con đi mà. Xin cha tha cho sư phụ con đi. Con xin người mà. Cha, nghĩ tình sư phụ đã nuôi dưỡng con 15 năm trời. Cha tha cho sư phụ con đi mà. Con xin cha mà. Nguyệt Văn, con không phải tăng nhân nữa. Bây giờ con theo cha về nhà. Theo cha về Liệt Biểu Sơn. Được, con hứa với cha. Nhưng bây giờ sư phụ con bị thương, con chữa trị vết thương cho người xong, con sẽ lập tức theo cha về nhà. Chuyện này con không cần lo. Ta sẽ sắp xếp đại phu giỏi nhất trị thương cho ông ta. Đừng quên là chính con đã đưa sư phụ con tới đây. Con trở về, họ cũng không tin con nữa đâu. Sư phụ, 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 sư phụ. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Sư phụ, tại sao lại như vậy chứ?
Các người làm gì vậy? Thả ông ấy ra. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, con tỉnh rồi à? Đây là chỗ nào? Ở trên thuyền. Sư phụ, sư phụ con đâu? Sư phụ con đâu? Ông ta chết rồi. Không thể nào. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, dừng lại. Nguyệt Văn, mau dừng thuyền lại. Sư phụ con đã chết rồi. Không thể nào. Võ công của sư phụ con giỏi như vậy, sư phụ không thể chết được. Nguyệt Văn, con hãy đối diện sự thật đi. Sư phụ con đã chết thật rồi. Là cha đã giết người. Nếu ta không giết ông ta sẽ giết ta. Ta sẽ giết ông để trả thù cho sư phụ ta. Nếu con thật sự muốn giết ta, cứ ra tay đi. Tại sao? Tại sao là ông chứ? Sở dĩ ta muốn con tận mắt nhìn thấy sư phụ con chết, chính là muốn cho con buông bỏ hoàn toàn. Từ nay về sau, chúng ta là người đi trên cùng một chiếc thuyền rồi. Ta không phải là người đi cùng chiếc thuyền với ông. Từ nay về sau, ông không còn là cha ta nữa. Ta cũng không phải là con của ông. Bất luận con nhìn nhận hay không, thì chúng ta cũng là cha con. Điều này không bao giờ thay đổi được. Tại sao? Tại sao phải nói với ta những điều này chứ? Tại vì con là con của cha. Nguyệt Văn, theo cha về Liệt Liễu Sơn đi. Con sẽ là thiếu thuyền chủ. Chờ sau này ta xưng vương, con sẽ là dương tử, cũng sẽ là người sau này thừa kế ngôi vương. Ta không muốn làm thiếu thuyền chủ gì hết. Ta cũng không muốn làm vương gia gì hết. Ta không muốn. Đã là con của ta rồi thì không được lựa chọn. Nguyệt Văn, nếu con trở về, con sẽ bị người của quan phủ bắt đi chém đầu. Ông uy hiếp ta sao? Ta không uy hiếp con. Ta chỉ nói ra sự thật thôi. Sự thật. Rốt cuộc sự thật là thế nào chứ? Năm ta được 7 tuổi, đã vào trong Thiếu Lâm Tự. Tới bây giờ đã được 15 năm rồi. Hàng ngày hầu như ta đều trông chờ cha và mẹ tới đón ta đi. Nhưng sau này ta mới biết rằng mục đích họ đưa ta tới Thiếu Lâm Tự là vì muốn phủi bỏ ta. Sau này ta gặp được ông, ta mới biết thì ra ông mới là cha ruột của ta. Nhưng ta mãi mãi không thể nào ngờ rằng người cha ruột thịt của ta lại lợi dụng ta, lừa gạt ta. Ta xin lỗi Nguyệt Văn, đúng là cha lợi dụng con. Nhưng cha làm vậy cũng là vì con thôi. Ông hoàn toàn không biết ta đang cần gì. Nguyệt Văn, chuyện xảy ra trước kia đã kết thúc rồi. Cần phải kết thúc chính là mối quan hệ của ông và ta. Nguyệt Văn, không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới Liệt Biểu Sơn. Chờ về tới đó rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại tất cả. Ta không theo ông về Liệt Biểu Sơn đâu. Ông quên chuyện này đi.
Mọi người mau tới đây, mau tới đây, mau, mau lên, mau cứu Nguyệt Văn đi, mau, mau cứu Nguyệt Văn đi, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn. Tú Tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cô tận mắt nhìn thấy Nguyệt Văn rồi sao? Sao cô nãy lại bị bọn Hoa Khấu ám toán vậy? Ta nghe nói là bọn họ lợi dụng Nguyệt Văn dụ Đại Cước Tăng tới đó. Đại Cước sư phụ chết rồi, còn Nguyệt Văn đâu? Nguyệt Văn là con trai của lão thuyền chủ Ngũ Phong. Uông Trực chính là thuyền chủ Ngũ Phong. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nguyệt Văn biết rõ Uông Trực chính là thuyền chủ Ngũ Phong, tại sao lại còn đi với ông ta chứ? Không thể nào đâu, tuyệt đối không thể nào. Nguyệt Văn càng không thể nào giúp Hoa Khấu sát hại vị sư phụ đã nuôi của nấy khôn lớn. Không thể nào đâu. Uông Trạch, lục soát. Tướng quân, trong đó không có gì hết. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, Tá Mộc kêu con mời nghĩa phụ qua đó. Nguyệt Văn chết rồi. Nghĩa phụ, Nguyệt Văn chết rồi, nhưng trời vẫn chưa bị sập xuống mà. Đúng là trời chưa sập xuống, nhưng con trai của ta đã chết rồi. Hy vọng của ta đã bị dập tắt hoàn toàn rồi. Con có hiểu không? Ngày trước cha cũng đâu có hắn, chẳng qua bây giờ nghĩa phụ trở lại như trước kia thôi mà. Không giống đâu. Nếu con chưa bao giờ có được thì sẽ không sao, nhưng nếu con đã có rồi lại làm mất đi thì không thể trở lại như trước kia nữa. Nghĩa phụ, sao người bi quan quá vậy? Nếu chúng ta nhìn về phía trước, chúng ta có thể nhìn thấy được tương lai của Liệt Biểu Sơn mà. Người vẫn thống lĩnh huynh đệ của Liệt Biểu Sơn. Tuy là Nguyệt Văn không còn nữa, nhưng Liệt Biểu Sơn chúng ta vẫn còn mà. Tất cả sẽ được bắt đầu lại thôi. Bắt đầu lại sao? Được, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Tú Tử, các ngươi ra ngoài hết đi. Sư phụ, tất cả ra ngoài hết đi.
cô còn ở đây làm gì chứ? Nè, Ngũ Kim Quý, cô mặc kệ ta. Cô biết cô ta là ai không? Cô ta là Hoa Khấu. Cô ta là đồng bọn của Phong Ngữ. Là bọn chúng đã giết chết Đại Cước sư phụ. Ta không giết chết cô, ta có lỗi với Đại Cước sư phụ rồi. Ta, Ngũ Kim Quý, Ngũ Kim Quý, bình tĩnh đi. Cô mặc kệ ta. Huynh dừng tay lại đi, ta phải giết chết cô ta. Huynh dừng tay đi, cô để cho ta giết ả đi. Ngũ Kim Quý, chính cô ta đã giết chết Đại Cước sư phụ. Huynh làm gì vậy? Ngũ Kim Quý, cô mặc kệ ta đi. Huynh bình tĩnh lại đi, ta phải giết chết cô ấy. Nè, huynh làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Huynh bình tĩnh lại đi. Ngũ Kim Quý, Ngũ Kim Quý, bình tĩnh lại đi. Cô mặc kệ ta. Huynh dừng tay lại, mặc kệ ta đi. Ngũ Kim Quý, để cô ta đi đi. Nhưng mà sư phụ, hôm nay cô đã giúp ta một chuyện, bây giờ ta tha cho cô. Nhưng mà lần sau thì sẽ không tha nữa. Nguyệt Không, Tú Tử tới đây để giúp huynh mà. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả Hoa Khấu ta đều không tha. Chính vì ta là người Nhật mà huynh cũng muốn giết ta sao? Chỉ một lý do này đã đủ rồi. Xin lỗi. Tú Tử, Tú Tử, Tú Tử bây giờ không còn chỗ nào để đi nữa. Cô ấy đã rời bỏ Phong Ngữ, rời bỏ đám Hoa Khấu đó rồi. Tại sao huynh còn đuổi cô ấy đi chứ? Xin lỗi, con từng tin tưởng Phong Ngữ là con sai rồi. Con xin lỗi. Nguyệt Không, huynh làm sao vậy? Ta muốn giết sạch tất cả đám hung thủ đã giết sư phụ ta, không chừa lại kẻ nào hết. Tú Tử, cô đang định đi đâu? Ta cũng không biết mình có thể đi đâu. Đi, cô đi theo ta. Đây là nơi nào vậy? Một nơi Hoa Khấu đã từng tới cướp bóc. Có thể chủ nhà đã chết rồi, cũng có thể trốn mất rồi. Không còn chỗ nào khác sao? Có, nhiều lắm, nhưng cũng giống như ở đây thôi. Cô sợ không? Không sợ. Bây giờ cô ở lại tạm đi, ta sẽ quay lại thăm cô. Đa tạ cô. Thật đáng tiếc, cô lại là người Nhật. Phim được dịch, nhưng cô không phải người xấu. Thực ra người Nhật không phải ai cũng xấu hết, chỉ là không cần có quá nhiều người xấu cũng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ rồi.
Cô nghỉ ngơi đi, ta sẽ trở lại thăm cô. Thuyền chủ, thuyền chủ, thuyền chủ, thuyền chủ, thuyền chủ, thuyền chủ, thuyền chủ. Các người cứ gọi ta là thuyền chủ, nhưng họ tên thật của ta là Uông Trực. Người trong ngành thuyền gọi ta là thuyền chủ Ngũ Phong. Thuyền chủ Ngũ Phong chính là Uông Trực. Ta rất hiếm khi để lộ mặt mình trước các huynh đệ đây. Nhiều người nói rằng ta không muốn gặp người khác, sợ để lộ thân phận. Thực ra những người đó đều nhầm rồi. Ta vốn dĩ là một người học sách, học tốt nên làm quan, cứ nghĩ rằng học tốt thì mới cao hơn người ta. Sở dĩ ta không muốn gặp người ta là bởi vì ta áy náy. Đặc biệt là ở cùng với đám võ sĩ, ta càng bị chửi là hoa khấu. Ta không muốn làm hoa khấu, tại vì làm hoa khấu rồi thì không dám nhìn ai hết. Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy nữa. Đám người mang tiếng có học thức kia đều là một bọn lừa đảo. Bọn chúng lừa dối ta, lừa dối các ngươi. Ngân lượng của chúng ta kiếm được từ đôi tay của mình, ngân lượng của chúng ta phải dùng mạng sống để đổi về. Còn việc gì đáng hãnh diện hơn công việc làm hải tặc của chúng ta? Uông Trực ta chính là hải tặc, ta chính là hoa khấu. Ta sẽ vì điều này mà cảm thấy tự hào. Đại dương tốt, đại dương tốt. Chúc mừng lão thuyền chủ, sân khẩu đại doanh bọn ta sẽ mãi mãi ủng hộ ông. Đại dương tốt, 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 đại dương tốt. Uông Trực muốn ra tay rồi. Đây là một cuộc ám sát đã được tính toán kỹ lưỡng. Đại cước sư phụ bị hại, Nguyệt Văn đầu hàng địch. Bây giờ chỉ còn lại một mình Nguyệt Không thôi. Nhưng cậu ấy bây giờ, ta vẫn luôn nghĩ rằng Nguyệt Văn thật lòng muốn giúp chúng ta gom tiền kiến tàu thủy sư. Không ngờ mục đích của cậu ta là phá hủy Tăng Binh. Tăng Binh là một mắt xích rất quan trọng của giai đoạn tiếp theo. Bọn chúng muốn đảo lộn toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Vậy bây giờ tính sao đây? Chúng ta nhất định phải nhanh chóng triệt để quét sạch qua khấu. Nhưng còn Tăng Binh, Tăng Binh tính sao đây? Đành phải trông cậy vào Nguyệt Không rồi. Ngày mai Chế Đài đại nhân sẽ tới đây. Cậu về nghỉ ngơi đi. Ta còn phải xem xét lại kế hoạch của ta. Ta muốn mau chóng báo cáo với Chế Đài đại nhân kế hoạch tác chiến của ta. Dạ. Kế hoạch tác chiến của ta đâu? Kế hoạch tác chiến của ta bị lấy trộm rồi. Ra đây, nhanh lên. Nghe kỹ đây, ghi chép lại tất cả tên tuổi, kiểm tra kỹ. Ngươi tên là gì? Qua đây, Lý Kim Hồng. Tất cả đứng lên. Giường của ai đây? Báo cáo, Uông Tam. Người đâu? Hôm nay không thấy huynh ấy. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không biết nữa.
một tân binh đã biến mất. Hắn đã lấy trộm kế hoạch tác chiến của ta.